Chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị những món đồ chơi rất độc đáo được làm hoàn toàn bằng tre bởi một họa sĩ đã về hưu tại Hà Nội. Đó chính là họa sĩ Nguyễn Văn Thạch, là một trong số ít người làm đồ chơi bằng tre ở Việt Nam. Ông mong muốn những đồ chơi này có thể đem lại niềm vui gần gũi với thiên nhiên cho các em nhỏ, nhất là nhân dịp Trung Thu đang đến rất gần. Những con vật gần gũi như gà, trâu, hổ, rắn, châu chấu, thỏ, cho đến những mô hình lắp ráp cầu kỳ như ô tô, từ những thanh tre vụn, họa sĩ Văn Thạch ở Quốc Oai, Hà Nội đã tận dụng chế tác thành hàng trăm con thú bằng tre và đồ chơi ngộ nghĩnh để tặng các em nhỏ. Từ khi có cháu nội, thì tôi có ý tưởng là làm những đồ chơi thân thiện môi trường, là những cái đồ rất là dân gian. Khi tôi đi tham quan những khu du lịch thì thấy rất nhiều đồ nhựa, tôi mới nảy sinh là tại sao tre ở Việt Nam nó nhiều, nó rẻ và nó thân thiện môi trường mà mình lại không làm. Và làm một họa sĩ thì tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm và tôi bắt đầu dấn thân vào làm. Đối với họa sĩ Thạch, làm đồ chơi bằng tre cũng giống như sáng tác một tác phẩm nghệ thuật. Tất cả các phần của cây tre, họa sĩ đều có thể biến thành những ý tưởng đồ chơi sáng tạo. Từ ống tre làm thân con vật, cành tre làm chân, đến những khúc rễ tre để làm các con vật cần phải tác thành khối. Những đứa trẻ gần khu chợ Gồ nơi ông Thạch sinh sống rất thích thú với những món đồ chơi bằng tre của ông. Chơi đồ chơi này có thể giúp con giảm bớt thời gian chơi điện tử. Mùa hè chơi điện tử thì năm nay bọn em chơi đồ chơi bằng tre. Bởi vì đồ chơi nó tốt cho thiên nhiên. Tất cả các bạn nhỏ, bạn lớn là đều thích cả. Nhưng phần lớn là phục vụ các cháu thiếu nhi trong các trường mẫu giáo. Ngoài ra khách du lịch họ cũng rất thích là tìm đến đây để tham quan, học hỏi. Nhất là đến những cái dịp rằm Trung Thu thì tôi lại được quay trở lại thời thơ ấu của mình là làm những cái sản phẩm Trung Thu như là đèn ông sao, đèn cù, đèn kéo quân và làm những cái mặt nạ, vẽ lại những cái mặt nạ rồi làm những cái đèn Trung Thu. Những cái điều đó làm cho tôi rất thích thú và nó rất gần gũi và thân thiện với những cái đồ chơi dân gian. Sau 3 năm miệt mài, họa sĩ Thạch đã chế tác ra hơn 1.000 món đồ chơi tre từ 50 mẫu. Ông cũng đã thiết kế để những đồ chơi này có thể được lắp ghép thay vì cố định các bộ phận với nhau. Mong muốn của người họa sĩ là sẽ có nhiều trẻ em Việt được chơi những món đồ chơi từ nguyên liệu là chính những cây tre Việt Nam dân dã.